Hello hello anh em nha. Thì đây buổi sáng nay cô thăm được mấy con nha. Đây con nó chói đây. Nãy lúc đi dã mà không quay. Nhà mắc coi gà ăn à. Đây hồi bị chồng cô quay hôm sáng đêm giờ được nhiêu đó nha. Sáng nó hết chạy không biết là nó không ăn nữa hay là nó hết cua nè em ạ. Đây coi ngày mai nó còn chạy không. Còn quay trái nắng, ngược nắng. Em xeo thả đi. Mới lột á, mà cua gí gí mới lột ra đó. Cua nhỏ con. Nó cũng gom vô tứ cho nó có bỏ ra được con gạch nhỏ gì đâu, gạch nhiều mà già đỏ không, gạch đỏ thứ gạch khoai lang vàng vàng nó cũng vẫn chê nữa. Thì cũng hai ba con thôi, hằng ngày nó cột lâu quá, đợi chút xíu cột xong thì cho anh em xem được mấy con buổi sáng nay. Ok anh em, thì được sáng được hai con à. Được hai con à. Đó, hôm giờ được nhiêu đây. Là bữa nay có bộ cua. Có sụp giá gì nữa không? Rồi. Nó ít hơn qua nữa. Mà bữa nay có bộ cua nó còn xấu hơn qua nữa. Nhỏ nhỏ không à? Với... ít hơn qua này mày, bao nhiêu nè, qua này bộ chất lượng không bằng qua nữa, cua xô nhiều, rồi thử sáng nó bắt làm sao, ok, rồi hồi đợi lái lại thử bắt sau nghe anh em, ok, lái lại nghe anh em, qua đại đây đây đi, không vô tới gì. Rồi các cái số phụ quay. Này ít đây. Ngâm nước gần như. Mới tưới. Cho nó tỉnh cua. Má thì bây giờ bắt này thôi càng cái đau lỗ tai muốn chết luôn. À đúng rồi, nó cắn á. Ngâm đâu, mới tưới nước đây ngâm đâu. Mới tưới cho nó không thấy rồi. Không đồng ngâm. Bán
trăng hết đây vậy? Không, mấy con đi làm không bán luôn rồi. Dung bên đây cũng hải á. À, em vuông cứng không mà bỏ bên đó xô hay vậy? Nó là cứng như vậy, cứng. Nhưng mà này chứ quăng qua, nó quăng quăng vô hết trơn. Con cũng không dây luôn nè. Mất tiền mua gạo à. Dạ, con đi. Nó quá. Về nó rớt. Hai hai. Thứ 8. Rồi. Con nhỏ 300 hả? Chưa chết. Người tôi có trái, người không có trái rồi. Nào anh lỗ 10.514 rồi sao em cua vô luộc hiếu ơi. Còn hai càng trong tủ lạnh nữa kìa. Ok nè, cái này hết chạy cua, biết còn hay nhiều nữa. Ok thì chia sẻ cái clip anh em chút xíu vậy thôi nha. À, anh em like xem ủng hộ kênh YouTube của anh em, mình chia sẻ thì những gì mình có gì quay cho anh em xem chơi vậy thôi. Rồi kết thúc video tại đây nha anh em, giá vẫn như cũ nha, 160.90.